Băng Châu cùng với Quang Nhật kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự hàng ngày của đài CBN trên bản tần 18.14 và sau đây là những tin nổi bật nhất trong ngày. Iran ra mắt hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn ngay vào thời điểm căng thẳng trong khu vực Trung Đông. Thổ Nhĩ Kỳ gửi thêm vũ khí quân sự tới tỉnh Idlib của Syria. Tổng thống Trump công bố ngân sách 4.800 tỷ Mỹ Kim với các khoản cắt giảm lớn. Việt Nam là quốc gia thứ 22 đón công dân về từ Vũ Hán. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị đến với bản tin đầu tiên trong phần tin thế giới mở đầu cùng với Băng Châu. Kính thưa quý vị, Iran ra mắt hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn ngay vào thời điểm căng thẳng trong khu vực Trung Đông. Bộ Quốc phòng Iran vào ngày Chủ nhật 9 tháng 2 đã chính thức phát hành hệ thống hỏa tiễn tầm ngắn mang tên Thunder, trong bối cảnh căng thẳng đang ngày một leo thang với Hoa Kỳ, gây nên tình trạng bất ổn trong khu vực Trung Đông. Đài truyền hình quốc gia cho biết, lực lượng vệ binh cách mạng Iran vốn có sứ mệnh cai quản chương trình phát triển hỏa tiễn đạn đạo, đã cho ra mắt hỏa tiễn RAD-500. Trong tiếng Farsi có nghĩa là sấm sét hoặc là Thunder. Nó có cân nặng chỉ bằng một nửa so với thế hệ hỏa tiễn trước đây, nhưng có thể bắn xa thêm 120 dặm nhờ động cơ tối tân. Giới lãnh đạo tôn giáo Iran nói rằng mục đích của chương trình chế tạo hỏa tiễn là nhằm để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ. Phía Hoa Kỳ cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Tiếp theo là tin Thổ Nhĩ Kỳ gửi thêm vũ khí quân sự tới tỉnh Idlib của Syria. Giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày Chủ nhật 9 tháng 2 đã gửi thêm nhiều thiết giáp và vũ khí quân sự tới tỉnh Idlib thuộc mạng Tây Bắc của Syria nhằm mục đích chống lại các cuộc hành quân của Tổng thống Bashar al-Assad, người đang chiếm nhiều ưu thế trong cuộc chiến kéo dài suốt hơn 9 năm qua. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt tại Anh Quốc cho biết, tình trạng chiến cuộc ngày một gia tăng lên mức đỉnh điểm đã đẩy hơn nửa triệu người ra khỏi Idlib trong bối cảnh đây là thành trì cuối cùng còn nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy mà Ankara hậu thuẫn suốt thời gian vừa qua. Cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria đang đe dọa gây ra làn sóng nhập cư bất hợp pháp sang thổ, nơi đã cưu mang hơn 3.6 triệu người tị nạn chiến tranh kể từ năm 2011 đến nay. Thể theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, có khoảng 300 chiếc xe quân sự đã được Thổ Nhĩ Kỳ biệt phái sang Idlib chỉ trong ngày thứ Bảy 8 tháng 2, nhưng không tiết lộ số lượng binh sĩ được gửi sang đây tham chiến. Phi cơ của hãng hàng không Oman hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Diyarbakir của Thổ Nhĩ Kỳ. Một chiếc phi cơ của hãng hàng không Oman Air vào ngày Chủ nhật vừa qua đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Diyarbakir của Thổ Nhĩ Kỳ khi đang trên không trình từ Zurich tới Muscat vì những vấn đề liên quan tới áp suất trong khoang máy bay. Trong một phát biểu đưa ra trên mạng xã hội, phát ngôn nhân của hãng Oman Air cho biết chuyến bay mang số hiệu WY-154 đã quyết định chuyển hướng sang Thổ Nhĩ Kỳ để bảo toàn tính mạng cho các hành khách và thành viên phi hành đoàn. Cũng trong ngày Chủ nhật, một chiếc phi cơ khác đã được gửi tới để đưa các hành khách sang Muscat sau một đêm nghỉ chân tại khách sạn ở địa phương. Một số người cho rằng họ đã nhìn thấy cái chết ngay trước mắt và hiện vẫn chưa hoàn hồn sau cơn thập tử nhất sinh. Và tiếp theo là tin nhiều người Brazil được di tản khỏi Vũ Hán vì bệnh dịch coronavirus. Hai chiếc phi cơ quân sự chở theo các công dân Brazil vốn từng được di tản khỏi thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào ngày Chủ nhật 9 tháng 2 đã an toàn hạ cánh xuống thành phố Anápolis trước sự chờ đợi của các nhân viên y tế. Trong bối cảnh dịch bệnh coronavirus đang ngày một hoành hành trên toàn thế giới, tính đến nay đã khiến hơn 800 người tử vong. Thể theo một nguồn tin từ phía chính phủ, 34 công dân Brazil từng vừa trở về từ Vũ Hán sẽ bị cách ly trong vòng 18 ngày để tránh dịch bệnh lây lan sang những người khác. Ngoài ra, các chuyên gia y tế chăm sóc cho họ cùng các thành viên phi hành đoàn cũng sẽ bị cách ly bên trong căn cứ quân sự ở tại địa phương, cách thủ đô Brasilia khoảng 93 dặm. Vì sức khỏe cộng đồng, kể từ ngày 23 tháng 1 đến nay, Vũ Hán đã bị cô lập.
nhiều hãng hàng không trên thế giới cũng đã hủy các chuyến bay tới Trung Quốc. Và tính đến nay, Brazil vẫn chưa ghi nhận được bất cứ trường hợp nào lây nhiễm coronavirus. Biểu tình bạo loạn tiếp diễn tại Iraq sau cái chết của một người tham gia cuộc tuần hành. Hàng ngàn cư dân bản xứ đã cùng nhau xuống đường biểu tình trên khắp các ngã đường ra vào thủ đô Baghdad của Iraq vào ngày Chủ nhật vừa qua, nhằm mục đích lên án ông Mohammed Alawi, người vừa được bổ nhiệm vào vị trí thủ tướng, đồng thời phản đối hành động đàn áp của cảnh sát sau cái chết của một vài thanh thiếu niên. Tại thành phố Najaf, nhiều người biểu tình giận dữ đã mang theo biểu ngữ khi tuần hành trên đường với nội dung chỉ trích các tín đồ ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Murtada al-Sadr sau khi họ châm lửa thiêu cháy những khu lều trại mà người dân đang cố thủ, khiến cho ít nhất 8 người tử vong. Tân Thủ tướng Iraq Mohammed Alawi, trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Twitter, đã lên án màn tấn công bạo lực, đồng thời kêu gọi các thành viên nội các mau sớm đưa ra những giải pháp để bảo vệ cho người biểu tình. Phong trào chống chính phủ tại Iraq kể từ tháng 10 năm ngoái cho đến nay đã khiến gần 500 người tử vong. Và tiếp theo là tin Argentina sẽ không trả nợ trong tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay. Cựu Tổng thống kiêm Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernandez vào ngày Chủ nhật 9 tháng 2 cho biết quốc gia của bà sẽ không trả bất kỳ đồng nào cho các chủ nợ quốc tế do đang bị chìm đắm trong tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo dài suốt vài năm qua. Phát biểu nêu trên đã được bà Fernandez đưa ra tại thủ đô Havana của Cuba trong khuôn khổ của sự kiện quảng bá sách. Ngoài những hệ lụy của cuộc khủng hoảng kinh tế, Argentina còn phải đối mặt với khoản nợ lên đến 100 tỷ Mỹ Kim, trong đó bao gồm 57 tỷ Mỹ Kim từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Bản thân của bà hiện đang phải đối mặt với rất nhiều rắc rối liên quan tới pháp lý vì những cáo buộc tham nhũng. Vào năm 2018, lực lượng an ninh Argentina đã tới khám xét tư gia của bà ở thủ đô Buenos Aires và một ngôi nhà khác ở thành phố Rio Gallegos thuộc tỉnh Santa Cruz. Kính thưa quý vị, đường xá tại Bắc Kinh vẫn vô cùng vắng lặng, mặc dù dịp nghỉ Tết đã trôi qua. Bầu không khí sôi động vốn có ở Bắc Kinh nay đã được thay thế bằng vẻ vắng lặng, do đường xá vẫn chỉ còn rải rác vài bóng người vì dịch bệnh coronavirus, mặc dù dịp lễ nghỉ Tết đã chính thức kết thúc vào ngày thứ Hai. Ngày hôm nay, giới chức trách hội đồng thành phố trong vài ngày qua đã yêu cầu tất cả mọi người khi quay trở về thủ đô Bắc Kinh từ những nơi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh phải tự cách ly trong vòng 2 tuần lễ để tránh dịch bệnh lan rộng ra xung quanh. Coronavirus đã được xác nhận bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán. Đến nay, nó đã cướp đi sinh mạng của gần 900 người, đồng thời khiến hơn 40.000 người khác ngã bệnh, hầu hết đều là người cao tuổi và trẻ em. Ngoài ra còn có 330 người khác tại 27 quốc gia trên toàn thế giới ngã bệnh. Vì các nhà máy lần lượt đóng cửa, cho nên nền kinh tế của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Xin quý vị hãy tiếp tục giữ băng tần 18.14 của đài CBN. Chúng tôi sẽ trở lại ít phút sau những thông tin đã bảo trợ cho đài với phần tin Hoa Kỳ.